nó mấy cô nên đây là từ 6 công nương là á, nên sao 7 công nương rồi. Rồi bây giờ mấy cô vô trước, tôi coi rồi. Người nào mà hên đi vô trước đi, mở hàng đi. Ra cười cười, cười cho. Cười cho rực rỡ lên. Ủa, đi đâu? Thôi con đi. Đó, quý vị bây giờ hôm nay là hiện giờ là quý vị tôi ra đặt mặt cọc mua nghe. Thôi vô đi. Không vô đi. Còn không, cô quay. Con quay đi, ờ đúng, đúng rồi, có lý hả? Quay hồi tôi ký chép rồi ha. Đấy, đấy, thổ địa, thổ khăn rồi ha. Thưa quý vị, sau 3-4 căn thì căn này thì quý vị mới vừa chấp nhận bán với cái giá của mình trả. Thì cái nhân duyên như thế nào thì mời quý vị từ từ sau. Đó. Tôi thì xếp đỏ đỏ rồi nè, nhưng mà cái cầu thang đó nó bị cái chữ lạ, chữ chữ bệnh, cho nên mới sửa lại cái cầu thang. Dạ. Cười nhớ. Không biết đây nữa thì chắc thợ sửa thôi. Chứ nó bị chạy cái này nè, không phải là mất lỗi ấy, nhưng mà nó cũng có vấn đề một chút nè. Thôi đây cô bảo cô đây nè. Sao cái này là cái lỗi khiêng cái gì xuống nè. Dạ, cái này bị à. Ví dụ sao là mấy chị đi lên đã là một đêm có chỗ vui chứ không? Là cái này một phòng. Không, cái này một phòng đây không tính. Cái này một phòng, cái này ba phòng. Nó ví dụ như mấy cô nó đi cũng có chỗ ngồi đây nghe chuyện. Thank you.
Để đi bây giờ con này nó lại à. Tôi được kiểm tra không biết cô làm luôn nhưng tiếp theo cũng cũng vậy thôi đúng không? Đúng không? Kiểm tra sao? Kiểm tra nhà. Cái người inspector thì con gọi là cô ấy thay cô. Không, bên tôi với bên cô cũng phải hai cái người cứ là xin lỗi là cái người cho vay tiền họ cũng phải cho người kiểm tra nữa. Cái người cho vay tiền họ không kiểm tra tất cả là thầy đó. Ồ, vậy. Dạ không phải ngân hàng, cái này là một người tư nhân. Thì tất cả là tụi con đều lo là để coi lại cái nhà này bị gì, mình có thể mình bị nặng mình điêu lại cái giá cho thầy hay không. Không, vậy thì vậy có. Không, vậy thì vậy tôi có người. Tôi có người là cái chú Phật tử tôi họ làm. Họ có license không thầy? Dạ có. Họ có license thì kêu lại là kiểm tra. Không, họ có, nếu có, họ có license kiểm tra thì họ sẽ có bạn bè của họ không? Không, 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 không. Thì mình phải kiếm một kiếm một rồi lúc đó mình mới kiếm cái gì vậy ạ? Ờ, cái này giờ phải phải như vậy có lời sao? Cái lời sao đó họ mới tới họ kiểm tra đó. Rồi. Họ làm một cái report cho thầy. Còn cái estimate là cái gì mà hư giá không? Thì lúc đó thầy mới kêu cái gì? Thì cái người mà bán nhà, y sẽ trừ lại số tiền đó, y có đúng thì y trừ lại. Dạ, thì không ạ. Không, tại vì mình mua nhà cũ đó. Mua cũ chứ mà cho nên là khi mà mình estimate nó khoảng mình bớt bao nhiêu tiền, nói chung là bao nhiêu. Ví dụ như bây giờ đi, ra tôi xin phép người ta đó là tôi chỉ nghe. Ví dụ cái cầu thang này thấy không? Rồi cái dách vừa này nè, đi cô mời cô luôn. Cái dách vừa này. Thứ hai thầy, thầy có thấy cái này cho thầy hiểu rằng thầy không cần chỉ mấy cái nhỏ nhặt đó, tại vì cái quan trọng á là cái chuyện này. Con nói thầy nghe nè, những cái đó là những cái nhỏ nhặt miếng cầu thang nó không quan trọng. Cái đó không có không có quan trọng. Mà hôm nay để con nói cái này, chúng ta về văn để con nói những cái này là cái quan trọng nhất, là cô này phải có một cái người để xuống điểm định cái nhà này có phao lý tình được con gứt hay không. Và những cái nhà ở trên mái nhà hư hay sửa hư rồi, quan trọng. Còn những cái này thầy không có quan trọng. Nó thầy đừng có cần thiết. Mình tự sửa được. Những cái gì mà hư nặng rồi. Nó không cần thiết. Hư tốt hay xấu. Dạ. Cái máy này có những tiết nó không có làm. Dạ, không có làm cái gì hết. Dạ, đừng có lo cái gì đó. Máy này là cái chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ, cầu thang rồi là chuyện nhỏ đấy. Bây giờ ký cái mặt cọc sao đây thì sẵn không? Thôi bạn ngồi xuống chơi cho nó ngồi cái đi. Không sao sao vậy? Dạ. Yeah. Con đi về không? Nhưng mà ý là cho thầy biết là bây giờ. Không, mà tôi ký lẹ đi luôn. Thôi thì ký đi rồi. Cô tôi ký xong. Đó, ký. Con thầy vô đây thì tôi không thấy được. Ủa, cô thấy được hả? Cái tiền thầy đặt cọc xuống là 2.000 cộng với cái tiền thầy có quyền thay đổi ý kiến trong vòng để con mở lại con có 2.000 đợi con nghe con thầy biết cái infinity sao cho con đi
ghi được tới 2.000 cái. Dạ không, tổng cộng á là ghi một cái luôn hay sao tôi? Tiền một cái chung thầy, thầy nghe thầy biết được không thầy, thầy con ghi được thầy ghi nha anh dùm. Thôi cho cô lại lấy tôi ghi tiếng Anh rồi. Infinity Title Company. Cho nên cho thử cái duyên của người lớn tuổi. Dạ đây đây cầm đi. Infinity Title Company. Thì company hả? Title TLE Company 2.500. Long Brook. Long Brook. Vậy để không tính chính đi. Rồi. Hai. Ok. Bảy bảy không chín chín. Bảy bảy không chín chín đúng. Bảy bảy không chín chín. Rồi. Thầy vui tính thiệt luôn á. Bởi tôi nói cái là căn nhà thứ ba là không được với không được gì cả đó. Thì đó thì bây giờ nhưng mà là thầy này là thầy có cái coi chị cũng có biết một con ngày không đi ngày hôm nay là ngày tháng 10 ngày 1 có giấy gì tôi không? Dạ. Tôi có giấy gì lại nha. Dạ, cái gì thầy chụp hình lại không? Thì cần chụp hình lại. Thầy chụp không xong, cái giấy gì cái gì trong nhà băng của thầy không? Không, 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 không cần cái giấy nào. Thầy cũng chưa còn. Dạ. Thầy cần chụp cái chồng giấy vậy. Không sao. Dạ. Nhưng mà, có nghĩa là bây giờ tôi hỏi thành thật là chỉ còn kiểm tra nữa thôi, phải không? Thì tôi không bây biết. Giờ đó, kế tiếp hôm nữa con đi về, con sẽ phải kiểm gọi cho cái người tới làm discussion. Dạ, yeah. Rồi khoảng 3 lâu tại vì thứ thứ hai tôi trở về bên tư ban kia. Không sao hết, họ nếu mà làm được hôm nay, ngày mai thì đó chờ tới họ làm. Rồi họ đi qua bên kia thì có cái report, thì con sẽ nói chuyện với thầy sau. Dạ yeah, rồi. Yeah. Nhưng mà thời gian ví dụ như bao lâu mới là xong hết mọi việc? Họ họ làm discussion xong rồi họ cho cái report, tụi con dựa vào report hỏi thầy cái này nó bị nặng chứ còn với cầu thang thì thôi thầy. Không biết thầy cần không? Mình cần cái đó của mái nhà nè. Còn nhà nè. Nhà. Nghe, 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 nghe cái rào sao nó bị sập đó, ý tôi nghe cái rào sao đó. Có con chó nó chung đầu và tôi sợ lắm. Rồi sau đó tụi con nói chuyện nếu mà mọi cái tốt đẹp thì cái ngày gì closing là ngày 13 tháng 10 thì khai tụng rong cuối closing lại gì closing hả closing rong lại cái gì 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 chị con nữ nếu mà được bị hư này nọ rồi nếu mà chủ nhà bớt được cái gì cho thầy dạ nếu mà thầy đang bên trong cái hàng rào sập hết rồi thì sập hết rồi thì chị có thể là nói họ là chưa còn lại được rồi còn còn nhiều người nhà tôi giúp giùm nữa mình cũng là người ở đây là sao mà mình cũng đang là sao mà thầy biết thầy cái cô thầy biết thầy thành ra xuống cái thăm dạ nhưng mà cái đàn áp đó là wow. Rồi, có thì cô viên gì? Vậy là người dân nữa nè, cô Bích. Cô em là cô nè. Người dân nữa nè, cô Tâm Yên. Em ở bên Bích đó, làm việc cho chị Nga Dung hết. Mình không biết người Việt nhiều. Ôi, mình dắt và tìm dắt rồi. Ngay. Có biết chị ai không đó. Mình không có số sợ gì. Dạ. 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 Dạ
Nó dừng dắt, nó lên ra rồi cô ơi, Linh ra rồi. Nếu mà thầy về nữa thì phải làm cái slide. Dạ. Rồi, mình đi lên. Không có thì của mình. Yeah.